93 thôi. Dạ đúng rồi. Phong Kim. Dạ. Kim. Kiếm Phong Kim ạ. À? Kim Phong Quang. Kim Phong Quang. Vâng. Còn mũi kiếm mới này, kim mới này. Hổ sinh kim. Mà dạ. Kiếm lại sinh thủy. Nghĩa là anh làm giàu cho em và em làm giàu cho anh. Đúng rồi, mình toàn đi mua vàng bên đi mà. Thắng lợi là cái tiên toàn đeo vàng bên đi với mặt đồ của em. Mặt của em là cái vàng bạc đá quý. Bây giờ em vẫn còn một cơ hội. Em sẽ chọn sếp bất động sản. Em sẽ chọn sếp bất động sản. Em sẽ chọn sếp bất động sản. Bạn á là một cái người thích khám phá và thích mạo hiểm. Dạ. Yeah. Và bạn là có một cái cuộc sống á là rất là hay thay đổi. Và đặc biệt á là trong cái cuộc đời của bạn á là gặp khá nhiều sóng gió. Dạ. Yeah. Và trong cái con đường sự nghiệp của bạn á là bạn chú trọng về sự nghiệp hơn là cái tình yêu. Và tình yêu đúng không? Bạn có phải là tuổi Bính Tý không? Bạn á là một cái người thích khám phá và thích mạo hiểm. Và bạn là có một cái cuộc sống á là rất là hay thay đổi sống sang chỗ khác. Và đặc biệt á là trong cái cuộc đời của bạn á là gặp khá nhiều sóng gió. Và trong cái con đường sự nghiệp của bạn á là bạn chú trọng về sự nghiệp hơn là cái tình yêu. Và tình yêu đúng không? Tôi với là chị Luna là hai trong những sếp không chọn bạn. Nhưng mà qua cái phần mà bạn ứng biến á thì tôi thấy bạn cực kỳ tốt. Và tôi nghĩ bạn là chưa có gặp thời vận và chưa gieo đúng một cái miền đất hứa thôi. Tóm lại là anh có thay đổi lắm. Tóm lại là anh có thay đổi lắm. Sẽ cuối như vậy thầy. Vâng, bóng đèn xanh rồi. Cơ hội cho ai? Who Chance mùa 2 phát sóng lúc 12 giờ trưa thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3.